Xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn. Dạo gần đây thì có rất là nhiều bạn liên hệ với mình hỏi là học công nghệ thông tin thì nên học ở trường nào. Và căn bản là cũng gần đến cái đợt mà chúng ta sắp có một cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thế nên là mình làm cái video này để chia sẻ với các bạn. Về cái vấn đề mà chọn trường nào ấy, thì mình xin nhấn mạnh là các bạn nên chọn cái trường mà phù hợp với khả năng. Thứ nhất là khả năng tài chính, thứ hai là cái khả năng về mặt điểm số, về mặt gọi là học lực của các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất là quan trọng khi mà các bạn vào một cái môi trường mà ví dụ như vào trong trường Bách Khoa hoặc trường công nghệ chẳng hạn, có rất là nhiều thằng mà nó được tuyển thẳng vào bởi vì là nó từng tham gia các cái cuộc thi tin học toàn quốc chẳng hạn. Nó và nó chuyên tin từ rất là sớm rồi. Thế nên các bạn vào đấy mà các bạn đua với nó thì các bạn sẽ cảm thấy là mình rất là thua kém so với chúng nó. Ví dụ như là chúng nó có thể cốt lập trình ra một cái bài này trong khoảng có vài phút thôi, và các bạn phải mất 1-2 ngày thì các bạn mới làm ra được, thì các bạn sẽ rất là nhanh nản đó. Thế nên là các bạn nên chọn ở cái trường mà nó phù hợp. Mình nói là phù hợp nhá. Hay là nói về cái vấn đề mà phù hợp với cái khả năng tài chính ý, thì sao? Thì nếu mà nhà của bạn không có quá nhiều điều kiện ấy, các bạn không thể mà vào FPT hay là vào các cái trường quốc tế với cái học phí nó rất là cao, đúng không? Để mà chúng ta đua đòi với chúng nó được. Căn bản mình nhắc lại cái vấn đề mà mình đã nói rất là nhiều, đó là công nghệ thông tin ấy, thì các trường chủ yếu là đào tạo cho các bạn cái kiến thức cơ bản, còn đâu thì các bạn phải tự học. Không ai có thể đào tạo được, ví dụ như là cái công nghệ, ví dụ như là về front end chẳng hạn, Angular nó ra Angular 2, 3, 4, 5, 6 gì đấy, giờ nó ra 7 rồi, đúng không? Nó ra rất nhanh, thế nên giáo trình của trường không thể mà update kịp so với cái công nghệ bên ngoài. Thế nên nhà trường chỉ dạy cho các bạn được các kiến thức, đó là cái kiến thức gọi nền tảng, được chưa? Những cái trường công nghệ thông tin có đào tạo ngành công nghệ thông tin mà mình biết và mình thấy nhiều ấy, ví dụ như là trường Bách Khoa này, trường Đại học Công nghệ này, Khoa học Tự nhiên này, trường Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự này, Học viện Mật mã này, rồi là FPT này, rồi là Công nghiệp Hà Nội này, rồi là Đại học Hà Nội này, Đại học Mở này, vân 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 vân, có rất là nhiều trường mà mình không thể mà kể tên hết ra được, nhưng đó là những trường mà mình thường thấy khi mà các bạn đi xin việc, đọc CV của bạn, thường thường các bạn thấy là xuất thân từ các cái trường như thế. Đó, được chưa? Còn việc mà các bạn có xin được việc hay không thì nó không liên quan đến việc các bạn học trường nào. Bởi vì sao? Bởi vì là xin muốn làm được việc ấy thì các bạn phải, thứ nhất là phải có kiến thức cứng. Kiến thức cứng chính là cái kiến thức về công nghệ mà các bạn đã học ở trường ấy, hay là các bạn tự học, được chưa? Ngoài ra thì còn có kiến thức mềm, ví dụ như là các bạn làm việc trong một cái công ty đa quốc gia chẳng hạn, thì cái ngoại ngữ của các bạn là rất là cần thiết. Ví dụ như các bạn làm việc trong một công ty của Đài Loan chẳng hạn, ví dụ như mình từng làm việc trong một công ty lớn thứ ba thế giới trong lĩnh vực điện tử của Đài Loan, gọi là Foxconn, thì mình phải nói tiếng Trung mỗi ngày, bởi vì ở đấy là toàn người Đài Loan thôi. Ở đấy họ chỉ nói tiếng Trung với nhau trong giao tiếp, thậm chí hai ông người Việt cũng nói tiếng Trung với nhau. Đó, thế nên là mình phải rèn luyện, và cái môi trường nó bắt buộc mình phải như vậy, và để mà đáp ứng được, để mà làm việc được ở đó thì mình phải có ngoại ngữ. Đó là cái vấn đề. Còn đối với bản thân mình thì trước đây mình là học web trước, bởi vì hồi năm 2, năm 3 mình đi xin thực tập, tất cả các công ty mà mình thực tập ấy đều bắt mình làm web. Đó, thế nên là mình học web thôi. Và khi mà mình học web thì mình thấy là nó cho mình có cái nhìn tổng quát về máy chủ, máy khách này, giao tiếp giữa client và server như thế nào, để mà mình có những cái nền tảng sau này mình có thể public cái sản phẩm machine learning, sản phẩm trí tuệ nhân tạo của mình cho nhiều người dùng hơn. Đó, ngoài ra thì các bạn cũng có thể theo một cái hướng như là lập trình mobile này, theo hướng như là lập trình, ví dụ như là lập trình nhúng này, hay là một số các cái định hướng khác mà mình cũng đã có một cái video chia sẻ rồi, các bạn có thể xem nó ở trên kênh của mình.